Rồi, ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Thì hôm nay mình sẽ đánh vị tướng Rishi nha các bạn. Rồi, thì do là trận đấu này mình thấy có ít ghi nên là mình sẽ bích con bài là Rishi để có thể là đối đầu với lại ít ghi. Có thể là đầu game là mình hơi bị thọt so với cái phần là về cái khả năng cấu rỉa so với ít ghi đó. Nhưng mà về sau thì cái lượng đam của mình có đồ, lượng đam của mình nó sẽ lớn hơn các bạn. Đó, mà sốc đam nó nhanh hơn là so với ít ghi. Rồi, hôm nay thì tay mình sẽ có kèo giữa John Senel với lại Hayate và Yudu nha các bạn. Đấy, còn kèo của mình sẽ là với lại ít ghi nha. Rồi, còn ở trên sẽ là kèo giữa Tara và Gian. Đây, ít ghi đầu game là gáp lực cho mình nè các bạn. Đấy, vào ném bom nè, các kiểu con là điểu nha. Đây, 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 mình tới nè, đây mình tới nè. Vô, 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 dùng đám nè. Dùng đám đi, dùng đám đi. Ôi, tốc biến kìa. Đám yếu quá các bạn. Ôi, nhưng mà vẫn hạ được Yulu như bạn, được chiến công đầu thôi rồi. Và đây mình xong rồi nè. Xong rồi ơi. Ok, Senel hạ được danh rồi các bạn. Vẫn lời hơn nha. Về đi. Alo gì nữa. Thôi về đi, Na Na bắt đầu băng trụ rồi, rồi tem bạn 4-5 người vào băng trụ rồi. Rồi, tem mình chắc lên bảng hết rồi bạn. Ui. Ôi, cái này mình đóng hài, ôi, đông vậy. Báo quá, báo rồi. Ở trên thì ta ra ăn được kèo của Danh nha bạn. À, ra coi là mít nè. Mít gì? Đánh đi, mít gì nữa? Rồi, trận đấu này mình hơi bị phế rồi. Đầu game 0-2 rồi. Giờ mình phải gắng mình thăm ngàn lại mới được. Thì đây cái này là một hồi là thua kèo với lại ít ghi. Thôi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đây đây đây, để mình lên mình giành giành nè. Ôi, ta ra bị giành nó múa kìa. Chỗ này là chắc băng trụ rồi. Ui, đâu ý, đâu ý. Ui, xong nữa rồi. Ôi, tấu lại rồi. Cây cu thế nhờ. Na xuống, na xuống. Mồm băng cái trụ luôn nè, ba người băng cái trụ luôn nè các bạn. Xem mình yếu máu hết rồi. Ồ, xong xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ok, mình cứu được kia ra nha các bạn. Thôi bỏ 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 bỏ. Ôi dạ, nó mua quá múa bạn ơi. Ôi băng xương kìa. Rồi đó, không băng xương là lên bảng cho mình nè. Cái lượng đam từ bướm ảo của mình nó cũng khá là lớn nha các bạn. Nó không nhỏ đâu. Ok, thì mình lấy được trụ rồi nha. Da này, da này, da này, da này.
lùi tí lùi tí lùi tí lùi tí. Giờ mình đem về mình đáp đường cái. Khoan khoan, ít kia lên là ít kia là lùi 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 lùi. Mình hết chiêu cuối rồi. Ủa ít kia nó bá đạo rồi kìa. Hai đó thì na ho, na không biết mình hết công ty nha bạn, có ba đó mà nó biết mình hết công ty chứ nó bay vô chứ ba đó mình lên bảng nữa rồi. Em đang ép rất là khó chịu nha. Cái cặp đôi cấu rỉa ích kỳ với lại yêu đương nha các bạn. Dạ, ai được cái mạng của Na kìa, từ 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 từ. Cái gì lên nè. Ồ lắc rồi. Mà đó lắc mình bắn nhầm vào công ty các bạn. Lâu cái tự nhiên đang chuẩn bị combat cái nó lắc một cái. Rồi xong lên bảng luôn. Hết ghi nè, hết ghi nè, hết ghi nè. Ồ, ném đầu thế. Lâu lắm rồi mới chơi lại con này nên là nhiều khi combo hơi lỗi tí. Rồi làm sao đánh mình sẽ cố gắng đánh một tí nữa để cho nó quen lại cái combo các bạn. Bây giờ mình thấy mình combo chậm quá. Bắt đầu nó quen dần hơn rồi nha. Mình thay đổi với cái góc nhìn này thì hơi bị khó đánh so với cái vị tướng này lắm, tại vì bây giờ mình thay đổi lên góc góc nhìn một tí thì nó sẽ là tất cả các vị tướng luôn là mình đều phải luyện lại hết. Ô, anh Nhan ơi, anh Nhan ơi, anh Nhan ơi, anh Nhan ơi, Nhan ơi. Ok, do anh bắt đầu xanh này nha các bạn, do anh được xanh là được chơi nha. Do anh bắn được là team mình ngon, thì team mình tới hai người trâu bò lắm, Tara với lại Sineo mà. Team mình rất là trâu nha, team mình đánh về lết nó rất là mạnh luôn. Còn team bạn thì đầu game, team mình thì sẽ về lết. Ồ, cái gì này đánh êm nha, mình thấy có vẻ như bạn này đánh khá là hay nha. Có được cái mạng truyền thuyết rồi nè. Đây, 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 đây. Ok, mình hạ được cái mạng của Yan nha. Yan bắt Yon, tí nữa là Yon lên bảng rồi. Mình cứu kịp mấy bạn. Thôi về đi em cóc ơi. Về đi, về đi, về đi, về đi, để mình đép cho được rồi. Để mình đép, đép được. Rồi ok, bây giờ mình cái cảm giác, cái thao tác tay với lại cái nút di chuyển ở cái con tướng này bắt đầu mình hơi quen quen rồi nha các bạn. Đây là con này lâu lắm mình mới đánh lại rồi. Là nhiều khi combo nó hơi bị cống tay tí. Đó, bây giờ John rất là khó bị đụng vô nha. Có cả Tara mà có Senel nữa. Senel thì có cái chiêu nhảy vào hất tung lên. Nên là có thể là cứu được cho John một mạng. À, đánh nhau nữa nè, đánh nhau nữa nè. Ồ, vô được bắn, vô được bắn. Ơ, đây, 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 đây. Chạy đi đâu. Đấy, bắt đầu bây giờ mình gỡ là được mà, điểm mà gục rồi nè các bạn. Lúc nãy fit nhiều quá, giờ gỡ lại nè.
bắt đầu nó có cảm giác quen tay rồi, đánh nó sẽ dễ hơn. Vậy là vị tướng nào mà mấy bạn lâu ngày mà mấy bạn không đánh á, thì nó sẽ bị cái tình trạng là mình combo nó không không có mượt như mà mấy bạn đánh thường xuyên nha. Ủa, ăn tề đầm to quá. Mình nói đây đây đây. Ở đó mà Na không chạy và là chơi là có thể là để mình hạ được Na nha bạn. Đây 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 đây. Combo luôn. Đó, John được bắn rồi, bây giờ là chỉ việc được ke cho John bắn thôi bạn. Giờ đi, giờ nó lấy mid nè. Ngồi đồng thế. Ôi John bắn được mấy bạn ơi, John bắn được kìa. Ồ bá đạo luôn rồi. Ôi. Double kill luôn rồi. Nhưng mà cũng phải nằm lại rồi. Mà vậy là hay rồi. Vậy hay rồi, nếu ba người, ba bốn người trên bạn quay mà cho ăn được cái double kill là quá ngon rồi bạn. Là mình ra mình bắt cách ghi nha. Không biến lên bắt cách ghi nha. Ôi nó dùng cái chu nó đẩy mình kìa. Nó không đẩy mình là mình đủ đam nạ rồi. Lùi lùi ta ra mà Na còn rót lên nè, lên đình công, lên đình công, lên đình công, thôi về đi nó lên đông lắm nè. Rồi phải này sẽ xong rồi à, lên này CC còn à, còn ti rồi, cứu được cứu được cứu được, quay lại phản giao tranh với bạn. Ôi anh ngồi xong mình nữa rồi ở đây ơi, ok gắm kịp mấy bạn. Xong mình tính tính lên hỗ trợ team mà thì ra nó chặn đầu. Bây giờ khi ra không thấy được pha đột biến nào chưa. Khi ra người ta đi rừng người ta đột biến dữ lắm mà. Này ông kia ra hôm nay đi gần hồi nãy giờ không thấy được một tí đột biến nào luôn, vào vào toàn là để tem bạn chạy không để luôn. Này chắc mất thành công rồi. Giá nè, giá nè, nè, đấy, đấy. Ôi. Bỏ đi. Giá nó bắt đầu trâu rồi đó. Xong rồi. Khi ra bây giờ là chỉ bay vào rồi dùng cái tam giác quỷ chạy ra thôi nha bạn. Né được cái hỏa bạo của XG là ngon rồi. XG bây giờ là xanh dữ lắm rồi. Giờ mình hạ được cái XG mình được cũng khá là nhiều tiền đó. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, ra luôn, ra luôn, ra luôn. Không bảo. Nè, giá nè, giá nè. Ok, mình lượm được. Cứ mày dám giết của gia nha bạn. Rất là thơm nha. Nhưng mà tên mình cũng mất cái đường đến siêu cấp ở dưới à. Em bạn nãy giờ mới mất có đúng một cái trụ một à. Ép quá ép mà. Em mình bây giờ về lết là John được bắn rồi là sẽ phản giáo tranh nha bạn. Nè, tay mạng ăn công ở đây nè. Ngồi chưa ăn, chưa ăn, chưa ăn, chưa ăn. Núp đi, núp đi, núp đi. Núp đi. Đường lính ở dưới cao kìa.
Ôi xong rồi, xong rồi. Có bánh mì kẹp thịt tới bạn. Nó còn còng mà thôi, về 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 về. Không ổn rồi, không ổn rồi. Về đép con công này mới được. Đường dưới đến cao, đường trên kinh công nữa kìa. Hai này toan quá. May là tên bạn lên bảng 3 người nha. Ôi vô bắn được kìa. Ôi vô giờ sấy một sấy chắc mấy vị tướng yếu máu na lên một sấy một là chắc na mất nửa cây máu rồi. Pha này nữa vô mà lên hồi sinh nữa thì thứ này chưa nổi bạn. Có dạng tanh Sinel với lại Tara đứng sừng lừng lửng gì đó rồi sao mà vô được, sao mà đỡ nổi. Ôi xin bạn rồi ngon sao à, được một người là ngon à, do anh có hồi sinh này kìa. Thôi do anh có hồi sinh này kiểu này chắc bắn hết mấy bạn ơi. Đó giờ hết hồi sinh này thì lại sống lại thôi. Lô đến mấy con lính châu này đi rồi thì quay chắc ca kinh công tiếp theo nha các bạn. Mình thì lúc đầu là mình KDA của mình cũng 03 rồi, 03, 04 rồi. Giờ gỡ lại nữa bạn. Không sao. Cái lượng sát thương của mình nó cũng lớn lắm rồi. À, bây giờ mình chỉ cần bật công ty là tem bạn sẽ chạy nha. Thì giờ chỉ cần dính một combo của mình thôi là lên bảng ngay. Mình sẽ lên luôn cái mặt nạ Beric nha. Vừa có chợ bùng nổ mà vừa có mặt nạ Beric nữa à, cấu hơi bị thốn luôn mấy bạn. Na giờ khó, giờ Na muốn tiếp cận với lại John cũng hơi khó nha bạn. Đép đường này, đép đường đi. Con bên công còn 30 giây nữa, 20 giây nữa sắp ra rồi. Cố gắng này lính cao lên là mình sẽ ra mình tiếp cận bên công nha. Chắc chắn là tên mình không có ăn bên công trước được rồi đó. Nhưng tên mình còn ở đây lính nữa các bạn. Đó, con công sắp ra rồi. Rồi để đến cao cái là dồn ra kinh công được nha. Giờ là con công này là mất nữa là coi như là tem mình thua luôn, tắt tay luôn nha. Đây mình đang ra nè, mình đang ra nè. Qua đây vô rồi, qua đây vô rồi. Được mình bóng tim mình chơi nè, tóc biến vô. Ok rồi. Ôi nhưng mà mình vẫn ăn được con công nha các bạn, cái được con công quá thơm luôn. Và ăn được cái mạng của Na luôn, ăn được cái mạng của hai gia tê luôn. Quá thơm luôn. Rồi. Ok. Pha này là quá thơm luôn rồi. Pha này là lượm được hai mạng là quá ngon các bạn. Trở lại tỷ số là 5 đều nha. Mà bị một cái là mình lại bị hạ gục lúc đó nên con công nó đi đường trên. Vì con anh công nó phải ở mid này để đẩy nè. Giờ đi là nãy giờ cũng gần tới cái trụ cuối rồi, đẩy là win luôn rồi. Mà pha này chắc không win được quá. Thì mình yếu máu hết rồi. Thôi về đi ông đi ra. Về hồi máu đi rồi lên ke cho John là được rồi. John bây giờ bắn ăn quái rồi hồi lại máu thôi.
Qua đây farm nốt con bùa xanh nè. Ồ, rồi, dữ rồi. Thì ra chắc xong rồi. Thôi nha, thôi cứ xe neo nha. Mở ở trên thì ta ra lên bảng mấy bạn. Tài tề nó bắn là thứ gì chịu nổi. Rất là căng kèo nha. Do nhờ bắn rễ cái cung luôn rồi đó. Ủa John không đổi giày hả? Hay nếu như mình là John thì mình sẽ đổi giày nha các bạn. Có thể là mình lên giày hộ vệ nha. Không lên giày kim cương đó. Lên giày hộ vệ để bắn trong giao tranh nó được lâu hơn. Còn bây giờ John đứng như thế này thì Yudu rất là khó áp sát luôn. Vì bây giờ Yudu mà áp sát là tem mình vô là đấm nó đá đục đạp cái kiểu là Yudu lên bay màu rất là nhanh nha. Yudu bên kia thì như lên 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 phương phép nữa bạn, nên là bây giờ bay vô ulti John là tem mình úp sọt là trong vòng 2 giây là Yudu quay màu nha. Giờ tụi mình che cho John hết mức có thể. Rồi còn mình mất tốc biến rồi mình vẫn không bắt được Na. Quá căng luôn, kèo này quá căng luôn. 22 phút 30 rồi các bạn. Ồ, bắt đầu có tình trạng lắc này nè. Ồ, mất cái trụ rồi. Anh giờ sao ấy được bây giờ ok mình lượm được cái hạng cái mạng được mạng của anh lấy luôn nó lấy luôn rồi lượm cái mạng cái đu luôn bắn khiếp vậy đúng là xạ thủ lết game mạnh nhất liên quân ở thời điểm hiện tại nha bạn thấy khiếp được chứ mà có cả xe nỉ eo nữa thì thôi rồi mà còn có hồi sinh nữa chứ đây. Kinh công đi, kinh công đi, kinh công, kinh công, kinh công. Nãy giờ ba con kinh công rồi. Ba con kinh công ở tính từ phút thứ 15 nha bạn. Giao tranh quyết liệt hết. Rồi, ăn lẹ, ăn lẹ, ăn lẹ. Rồi, pha này đẩy mid cho win luôn các bạn ơi. Win được, win được. Thì bạn giờ đỡ không nổi đâu. Do anh bắn kiểu này rồi với lại Chanel còn còn cái ulti nữa rồi sứ mệnh của thế nữa thì em mạng sao mà chịu nổi. Ó tay mình thủ rất là chì luôn nha, rất là kiên cường nha. Do được bây giờ đều xả các thương free rồi, giờ tay bạn rất là khó áp sát vào. Mà dù có hạ được John thì cũng còn cái giáp hồi sinh nữa. Thì khi bạn này biết bán đồ lên mua thêm lèm nữa thì tem bạn còn đúng cái nịt hồ con công này kiểu này rồi tem bạn sao mà chịu nổi bạn. Na bây giờ đẩy đẩy cũng khó nha, hồ con công nó còn đầy máu thế này thì chịu gì nổi. Mình còn công ty nè, công ty lên chơi nè. Ui hai tay chạy nhanh đấy. Rồi, cái này tem bạn nát rồi, tem bạn không đỡ nổi đâu. Rồi ôi nó bắn kìa. Ôi lượm luôn quên luôn các bạn ơi. Rồi ok quét sạch nha, chưa chưa quét sạch nữa, chưa sạch nữa lộn rồi. Ô quên nhớ bạn ơi, một trận đấu rất là căng luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé, bye bye.